Hello, xin chào các bác nhé. Thì video ngày hôm nay nên giới thiệu cho các bác hai cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer và những bộ dàn mini Nhật đến từ thương hiệu Yamaha và Kenwood các bác nhé. Và những thiết bị âm thanh đến từ thương hiệu Boss này, Boss Mỹ. Bởi vì em loa vi tính này cực kỳ là hay và hiếm luôn. Đấy, đặc biệt là về em Panasonic Bombop nhá, Bombop Panasonic được rất nhiều các bác quan tâm. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất nhá. Mã số 1 là một bộ dàn mini đến từ thương hiệu Kenwood các bác nhá. Như các bác thấy thì em nó có một màu vân gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, và đặc biệt em nó sử dụng cục adapter nhá. Đấy, chạy đa cầu điện, các bác có thể cắm trực tiếp điện 220k này. Đấy, về có cả anten nhá. Đấy, hiển zin luôn. Đấy, em này thì rất là đẹp. Em nó thì chơi các chức năng là CD, USB, kết nối Bluetooth không dây các bác nhá. Đấy, loa Kenwood này. Kenwood nhá các bác nhá. Em này thì có kích thước là ngang 44 và chiều cao 18 nhá. Chiều sâu khoảng tầm 25. Loa là một loa toàn giải, cái này thì nó ê căng gắn liền rồi các bác nhá. Đấy, đây. Công suất là 20W một loa. À, thì cái loa này về vận chuyển nó bị cấn một chút ở đây các bác nhá. Đấy, cấn một chút ở đây này. Đấy, em sẽ quay chi tiết này. Đấy, tất cả đều đẹp hết, có mỗi vết cấn nhẹ thôi nhá. Đấy, có sao nói vậy. Đấy, các bác mua hàng thì nhận hàng thì mình kiểm tra giúp em. Đấy, đẹp chưa? Đấy, mặt sau cũng là mặt dán luôn. Em này thì các bác có thể chơi đa thể loại nhạc, chơi khoảng tầm phòng 20 năm 30 mét vuông ok nhá. Vâng, em đã cấp nguồn cho nó rồi các bác nhá. Đấy, cấp nguồn thì là sẽ báo đèn đỏ này. Đấy, bật nguồn lên, có chữ Hello xin chào các bác nhá. Đấy, CD đây. Mình cho đĩa CD vào đây nha các bác nhá. Đấy, em này thì rất là tiện lợi. Thứ nhất là nó chơi được CD USB Bluetooth này. Đấy, chạy thì chạy cả điện 220 nhá. Cắm đây. Cổng USB này, cổng 3.5 này, mình có thể cắm trực tiếp luôn này. Đấy, Bluetooth không dây các bác nhá. Đấy, Bluetooth không dây. Đấy, trên điều khiển thì có cả chỉnh bát này. Đây. Chỉnh bát chép đầy đủ các bác nhá. Đấy, tép một đoạn nhạc CD này. Tiếng này phê lắm. CD ok nhá. Đấy, các bác bắt Bluetooth này. Đấy, chuyển sang chế độ Bluetooth nhá. Đấy, thì nó sẽ hiển thị lên BT Audio các bác nhá. Đấy, tên của em loa Kenwood. Đấy, mã số 1 Kenwood này thì để có mức giá rất là yêu thương nhá. 2.200.000 đồng. Đấy, sẽ tặng kèm một CD miễn phí ship toàn quốc luôn các bác nhá. Đấy, nó có bị cấn một xíu đây này. Đấy, nó bình thường nếu mà không cấn này thì mức giá là 2.700.000 đến 2.800.000 các bác nhá. Tiếp tục sang mã số 2. Mã số 2 là em Yamaha các bác nhá. Em này có mã là B142. Em này dòng cao. Và đặc biệt em nó là cái màu rất là đọc luôn các bác nhá. Em nó cũng chơi CD, USB, kết nối Bluetooth không dây. Hay màu xanh non chuối hay là màu xanh lá mạ đều được các bác nhá. Em nó thì cũng sở hữu một loa bass toàn giải các bác nhá. Những cái màu xanh này là đều bằng kim loại hết các bác nhá. Đấy, đều bằng kim loại hết. Đấy. Kích thước của em nó là bề ngang là khoảng 45. Đấy, chiều sâu là rất là sâu luôn. Chiều sâu 25 nhá, chiều cao khoảng tầm 12.5. Đấy, cái hậu nó có bao nhiêu? Cái hậu nó rất là sâu nhá. Công suất của em nó là tối thiểu là 30W nhá, tối đa là 90W một loa. Đấy, có nghĩa là nguyên một bộ là 180W, đấy là maximum các bác nhá. Nhiều bác cứ bảo là sao nó nhỏ mà là công suất lớn vậy. Đấy, các bác cứ nghe đi rồi biết. Đấy, nó rất là lực luôn. Các bác có thể chơi tốt trong phòng 30 mét vuông nhá. Đấy, quay này, em này thì đẹp leng keng. Em này thì đẹp xuất sắc nha, hàng tuyển đấy các bác, hàng đấu giá tuyển chọn hết. Đấy, đẹp góc cạnh nhá. Em này thì tiếng rất là phê. Đấy, đây là chiếc điều khiển zin các bác nhá, Yamaha này. Thì trên điều khiển thì có chỉnh bass mid chép nhá. Đấy, bass này. Đấy, bass kéo xuống là mid này. Đấy, chép này có ok các bác nhá. Ba lăng đầy đủ các thứ luôn.
em theo đoạn nhạc CD này, Blind CD. Nghe em này phê lắm các bác nhá, nghe trong phòng rất là phê luôn. Đấy, có cả Bluetooth này. Màu xanh non chuối này. Quán nửa khuya đèn mơ theo hơi khói, chú tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân nhân vui gió sương. Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay. Lệch bài này mắt đọc rất tốt các anh nha. Ok. Đấy, CD ok này, Bluetooth này. Đã cái lối Bluetooth các anh nha. Hạ trăng lang thang, tiếng rất là thanh luôn. Mãn tình buồn, dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi, chim ngủ đô. Ok các bác nhá, mã số 2 em Yamaha 142 có mức giá là 3.500.000 đồng, tặng kèm một CD miễn phí ship toàn quốc các bác nhá. Tiếp tục sang mã số 3. Mã số 3 là em loa vi tính của thương hiệu Boss coi nhá. Em nói là Boss Computer Music Monitor, loa vi tính mới là loa kiểm âm cực kỳ là đẹp luôn các bác. Loa cực kỳ là đẹp luôn. Thiết kế của nó gì không? Rất là độc đáo các bác nhá. Thiết kế này rất là đẹp. Em này thì sở hữu một loa bass toàn giải và có màng loa cộng hưởng các bác nhá. Loa thì chất ấm rất là ấm luôn. Bằng kim loại này. Rất là chắc chắn nha các bác nhá. Chắc chắn lắm. Bên này thì có nút nguồn này, volume tăng chỉnh bên này coi nhá. Và đặc biệt em nó sử dụng cục adapter này, các bác có thể cắm trực tiếp điện 220k. Cơ zin của hãng nhá, đa cầu điện. Em này thì các bác có thể để văn phòng hay để bàn làm việc, máy tính rất là đẹp luôn. Nhỏ gọn, chất âm hay, sang trọng lắm. Đây là cấu hình khi em để cạnh máy tính các bác nhá, vừa làm việc vừa nghe nhạc thư giãn. Nghe nhiều khi các bác có những bộ dàn nghe nhạc rất là đắt tiền, nhiều khi rất là ít nghe thôi, nhưng mà cái thằng này mình để vừa làm việc vừa nghe lại nghe rất là nhiều. Con này thì là loa Boss chất lượng cao các nhá. Chất âm monitor, loa kiểm âm. Tiếng trầm ấm sướng lắm các bác nhá. Dòng đời trôi dần trôi, nắng mưa đã thay mây mù. Nhìn bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừa. Cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời. Ta với anh mỗi người một nơi, gặp lại nhau giờ đây. Ngoài trời mưa buồn than, khóc cho môi duyên bé bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền. Loa kiểm âm monitor nghe rất là phê coi nha. Em Boss này có mức giá là 3.500.000 đồng các bác. Tặng kèm các bác một dây kết nối miễn phí ship toàn quốc coi nha. Bảo hành cho các bác 6 tháng luôn. Tiếp tục sang mặt số 4. Mã số 4 là một cặp loa Boss 101 và một chiếc âm ly của Boss nhá, 1701 coi nhá. Về có cả sách này, âm ly có cả sách này. Chiếc loa thì về còn full thùng coi nhá. Loa này full thùng này, 101 Music Monitor. Hàng này tuyển chọn coi nhá. Chiếc âm ly này là cực kỳ là hiếm luôn. Rất là nặng coi nhá. Các bác nhìn là mặt sau này. Em này nặng khoảng tầm 5 đến 7 kg coi nhá. Cái bọc bên ngoài là bằng kim loại ấy.
rất là nặng luôn. Công suất của em nó là công suất tiêu thụ điện là 50W nha. Em này thì công suất của nó là đánh 100W nha. Đấy này, hai chạm loa này, mình có thể chơi chạm loa các bác nhá. Đầu in vào này, các bác có thể đánh một loa, hai loa đều được hết nhá. Đấy, mặt trước thì có nút nguồn, đấy, volume này. Cực kỳ là hay, độc quyền này. Boss 1701 có nhá, sách vở đầy đủ. Và có cái dây này, dây độc quyền có nhá. Cái dây này, cái dây của hãng nó này. Cắm đằng sau có nhá. Đấy, loa này, loa rất là đẹp luôn. Đấy. Công suất của em nó là 150W các bác nhá. 150W. Boss 101mm. Đấy, đây có cắm tín hiệu vào đây nhá. Đây là jack 6 chuyên dụng này. Đấy, số series của em nó là 157 các bác nhá. Đấy, số series là 157. Bên này thì là 158 các bác nhá. Em này thì có thùng rất là đẹp luôn. Tất cả đều có duy nguyên bản hết các bác nhá. Em này thì nó sẽ dùng em mua lại của bác bên Nhật này. Đánh âm ly này với hai cặp loa này thì các bác có thể mua rời hai cặp loa, mua rời một cặp loa và mua rời âm ly, hoặc là mua chung luôn nhá. Thì em xin báo giá luôn, cặp loa này thì có mức giá là 2.900.000 hay full thùng, còn con này thì sẽ có mức giá là 2.600.000 các bác nhá, zin đét nguyên bản. Đấy, thì em mở lưới ra này. Đấy, rất là đẹp luôn. Em dòng này thì quá là nổi tiếng rồi các bác nhá. Đấy, để em em đang câu dây rồi coi nhá, để em hướng dẫn các bác luôn. Input vào này, input vào này, out ra luôn nhá. Cái này là mono xì-te, xì-te là mình đang đánh một cặp hai loa, mono là mình gạt xuống là sẽ đánh một loa, nó sẽ dồn tất cả công suất vào một loa các bác nhá. Tín hiệu đây, mình sẽ câu ra này. Cái này thì các bác có thể để cà phê sân vườn hay là mình nghe trong phòng, ok, rất là hay nhá. Cắm như vậy cho em, tiếng bao phê luôn, âm ly bót đánh với lo bót thì miễn chê các bác nhá. Tiếp một đoạn nhạc rumba này. Tiếng rất là sạch. Chiều nhìn ra đâu ngõ hai hôm làm quên, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên thì gót liễu mộng. Quánh rất là lực cao nha. Đấy, cái đèn này khi bình thường nó không có nháy đâu, em quay sang em quay lên video thì nó thấy nó nháy trong điện thoại nha, bên ngoài nó không có nháy nha, nó đang bị nó bị phản ánh sáng các bác nhá. Thì loa là 29 này. Đấy, cục là 26. Đấy, nếu mà các bác lấy nguyên combo thì sẽ có mức giá tốt hơn các bác nhá. Giá thì đã bao gồm vi ship toàn quốc. Tiếp tục sang mã số 5. Vâng, mã số 5 là em bom bốp Balasolic DT707 các bác nhá. Em này hàng tuyển chọn rất là đẹp luôn. Em nó thì sở hữu 4 loa này các bác. Em này thì đi vào huyền thoại các bác nhá. Đi chơi em này thì chơi CD này, hai học cassette này, FM thì full 108 này, kết nối thiết bị bên ngoài như điện thoại, TV, máy tính đầy đủ các bác nhá. Đấy, đặc biệt là em nó về cả điều khiển zin này, điều khiển này thì cực kỳ là hiếm luôn. Đấy, hàng các bác nhìn thấy không, hàng tuyển chọn nó đẹp leng keng này. Đấy, đẹp leng keng. Quay mặt sau em này khá là nặng các bác nhá. Đấy, mặt sau các bác nhá. Đấy, sử dụng điện 100V, điện 100-110. Đấy, đường in vào này, đường out ra các bác nhá, in vào out ra. Đấy, các bác nhìn thấy không, hộc pin còn rất là đẹp luôn. Hộc pin này còn mới keng nhá, sở hữu rất là nhiều. Đấy, DT707 này sử dụng điện 100 nhá. Đấy, mang in Japan nhá các bác nhá, hàng tuyển chọn. Đấy, bắt đầu test này, bật máy lên này. Đấy, tít một cái mở lắp lên này, ok chưa các bác nhá. Em này hàng tuyển chọn rất là đẹp luôn. Đấy, hai hộp cassette các bác nhá. Các bác nhìn thấy cái sắt xi 7 màu giúp em. Ok, rồi em test CD trước nhé. CD này. Và em nó có chỉnh này, bass này các bác nhá. Bass này. Mình nghe ít bass thì mình giảm xuống 6 này. Equalizer nhá. Ok, test CD này.
chúng mình. Khi em với anh vừa lệch bài này, mắt đọc rất tốt. Lệch phát là ăn ngay coi nha. CD ok này, tiết cassette này. Đấy, cassette đây. Mọi miền đồi vàng non xanh mây tím, ánh sáng kinh đô tôi chưa lần. Đấy, đảo chiều này. Đi qua chắc chở trên non nước mình. Cassette 1 ok nhá, chuyển sang cassette 2 này. Bao năm trên đường chiến đấu mọi miền. Đấy, reverse luôn các bạn nhá. Đầu tư rất là mới nhá, tiếng sáng rất là sáng luôn, AUX này. Đấy, cái lối tín hiệu bên ngoài vào nhá. Đấy, mình chuyển sang chế độ radio để em vặn nhỏ volume xuống cái này. Đấy, radio đây. Đấy, FM thì lại là full 108 luôn các bác nhá. FM thì full 108. Sẽ đến tìm chuyên gia để khám nha. Và tìm ra nguyên nhân có phải đúng như vậy không? Là đâu? Sát và khảo sát, anh thấy nguyên nhân chính. Bác rất là lên các bác nhá. Sáng đến ngày 31 tháng 8 năm nay. Khi phòng cao với em Bombop Panasonic DT707 có khiển zin. Em này thì có mức giá là 4.200.000, miễn phí ship toàn quốc coi nhá. Đấy, cam kết là zin nguyên bản, hàng đẹp tuyển chọn cho các bác luôn. Tiếp tục sang mã số 6. Mã số 6 là một cặp loa của thương hiệu Pioneer coi nhá. Em nó có mã là BIM 16KT. Đấy, em bỏ cái căng ra này. Em này là loa rời và được các kỹ sư bên Nhật đóng thùng coi nhá. Ây, rất là chắc chắn luôn, rất là đẹp. Ê căng này các bạn nhá, còn mới tinh luôn. Khung là khung nhỗ, khung bằng gỗ các bạn nhá. Khung bằng gỗ. Bim Bioler 16KT. Rất là đẹp. Em nó thì sở hữu một loa bát 16, loa toàn giải nhá. Em nó thiết kế như là loa tannoy các bạn. Kích thước của em nó là cao là 61 nhá, rộng là 38 và sâu là 33. Em này là loa toàn giải, các bác có thể chơi với những âm ly đèn hoặc âm ly mà công suất vừa phải. Em nó là công suất có 5W thôi các bác nhá, 5W 8 ohm. Đấy, lỗ thông hơi này. Đấy, gỗ là gỗ thịt luôn các bác nhá, rất là chắc chắn. Đấy, đẹp chưa? Các bác nhìn thấy cái vân gỗ này rất là đẹp luôn này. Đấy, mặt sau này. Đấy, chạm là bắp chuối nhá, hàng này là hàng loa thùng, đấy, được gióng thùng các bác nhá. Các bác kỹ sư bên Nhật này làm rất là đẹp. Và đặc biệt là cái loa này tiếng rất là hay nhá. Đấy, để em quay loa trước và đầu em sẽ test chất âm sau. Rất là lặng này. Đấy, loa đẹp keng nhá, hàng nước ngoài về các bác. Rồi em sẽ test một đoạn nhạc của ca sĩ Bích Ngọc coi nhá. Và đặc biệt các bác nghe và cảm nhận cái âm trường của em nó rất là rộng nhá, như là các bác đang ở một diễn đàn âm nhạc hay là đứng trước một sân khấu ca sĩ thật hát trực tiếp coi nhá. Nhắm mắt vào nghe rất là phê các bác, như cứa vào lòng luôn. Chiều mưa không có em, bờ đá không viên âm thầm. Không có em, sông mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu lãng quên, phao tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng không tên.
chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chưa hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Chậm lặng người đi qua trên đường phố. Như các bác thấy thì âm thanh của nó rất là tuyệt vời nhá. Các bác để lên quả kệ khoảng tầm 40 phân nữa thôi là rất là đẹp luôn nhá. Thì mã số 6 em Pioneer này có mức giá là 12 triệu các bác nhá. 12 triệu bao ship toàn quốc các bác luôn. Các bác nào muốn tư vấn thì cứ liên hệ với em. Em có một clip mà bác khách bên nước ngoài gửi cho em. Rất là nhiều nhạc hay nhá, test trên con loa này. Nhưng mà em không có đăng lên được tại vì bị vi phạm bản quyền các bác nhá. Nhạc quốc tế. Rồi tục sang mã số 7. Mã số 7 là một cặp loa Beoler cổ coi nhá. Em này thì cực kỳ là hiếm luôn. Em đó thì sở hữu một loa Bowway, một loa Bass 25, một mid và một chép. Em này thì lưới là lưới liền coi nhá. Các bác muốn mở ra xem loa thì sẽ mở đằng sau. Và đây. Vân gỗ rất là đẹp luôn, tất cả là gì hết nguyên bản nhá. Kích thước của em nó là chiều cao là 53, chiều rộng là 31 và chiều sâu là 25 coi nhá. Quay một vòng này. Em cũng sẽ quay ngoại thất trước, sau rồi em sẽ quay nội thất nhá các bác nhá. Đấy, loa là loa cổ các bác. Loa Beoler cổ này. Em này thì nghe nhạc vàng hay nhạc xưa, nhạc 1975 là đúng bài luôn, hết thuốc luôn. Đấy, quay một vòng nhá. Đấy, đẹp góc cạnh hết. Quay một vòng sau đó em sẽ tháo ra xem củ loa bên trong nhá. Vâng, đây là cấu hình khi em mở thùng loa các bác nhá. Đấy, bông tiêu âm này các bác. Đấy, cái bông này rất là ngứa luôn nhá. Đấy, hai lỗ thông hơi rất là gấu luôn. Đấy, củ bát này các bác. Đấy, sassy 7 màu luôn các bác nhá. Củ bát này, củ mít này, củ chép này. Đấy, đặc biệt là phần tuần của em nó là rất là gấu luôn. Phần tuần cuộn cản này toàn là tụ nhôm là tụ cổ ngày xưa các bác nhá. Vành tiếng rất là phê luôn. Giờ kiếm cái tụ này rất là khó nhá, không có được các bác. Đấy, lỗ thông hơi này các bác. Đấy, hàng đẹp chưa? Ok, em sẽ ghép vào và test trơm cho các bác luôn. Ok các bác nhá, em sẽ test với một chiếc âm ly đèn. Âm ly này thì có mã là S52X nhá. Nó về thì nó bị lai vỏ, không phải vỏ của nó các bác. Thì em để em test nhạc, còn bác nào muốn sở hữu thì cứ alo với em. Rất là nhiều bóng đèn. 4 bóng công suất này, bóng đề đầy đủ hết các bác nhá. Đâu đó là khoảng tầm đếm sơ sơ tầm 14-15 bóng rồi. Test một đoạn nhạc này. Tiếng của em này thì bao phê luôn. Chỉnh bát chép cái đủ coi nhá. Em này các bác về nghe nhạc vàng, nhạc xưa mà không hay hoàn tiền các bác luôn. Bao phê.
Ok em báo giá các bác nhá. Thì cặp loa có mức giá là 5.500.000 đồng, miễn phí ship toàn quốc. Còn bác nào mà muốn sở hữu chiếc âm ly đèn này thì alo em coi nhá. Nghe tiếng rất là hay luôn.